Vâng, chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Rất nhiều anh em thắc mắc, rất nhiều anh em hỏi và rất nhiều anh em quan tâm về mẫu đẩy hai kênh Adni A2650 Plus. Đều một mẫu trong mẫu đẩy mà được anh em lựa chọn rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây các bạn. Liên tục hàng đi gửi cho bác anh em. Em đang test thực tế cho bác khách, quay lại video test thử cho bác trước khi mà gửi đi đây. Hàng nguyên thùng, nguyên hộp luôn bác nhé. Giá đang khuyến mại rất là sâu rồi. Và một cái thắc mắc chung của anh em đó là con này 2650 Plus thì liệu có đánh nổi được cặp loa full 30 từ lớn từ 19 hay không? Em đang kết nối trực tiếp luôn, các bác thể nhìn thấy luôn. Đây là cặp loa DMX bát 30 từ 19 côn 16 đúng không ạ? Em test thực tế luôn. Các bạn nhà em cũng đang chuẩn bị hàng để gửi đi đây. Em test thực tế cho anh em luôn nhá. Test tiếng cho anh em này. Test thử cho anh em luôn. Cả về khả năng bảo vệ loa của em nó luôn các bác. Với em Adni 2650 Plus này thì các bác yên tâm, các bác đánh hai cặp loa bass 25, loa nằm 25 thoải mái, hay cặp loa full 30 từ 19 côn 76 thoải mái nữa các bác nhá. Test thử thực tế cho anh em luôn. Mẫu này thì không phải bây giờ mới bắt đầu làm các bác. Đã ra thị trường khá là lâu rồi và một trong mẫu mà anh em rất là thích. Ngoài cái việc về chất âm của em nó, công suất thì thoải mái sử dụng gia đình rồi. Hơn nữa thì cái size phía sau nó rất là ngắn. Size ở phía sau này nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 30 thôi. Đấy. Khoảng tầm đầu vào 34, 35 gì đó. Cái tai phía trước này nhá, cái tai sách này. Có để ý giúp em đây, tai sách đây. Đấy, nó có ốc đấy, nó có ốc có thể tháo rời ra nhá. Nếu như anh em muốn có thể tháo rời ra luôn. Đấy. Hàng chính hãng của Adni thì đầy đủ tem mác cho anh em luôn. Tem cào này, hay là tem nhận diện thương hiệu đầy đủ cho anh em luôn. Bảo hành 24 tháng các bác, một trong 60 ngày. Và giá đang được khuyến mại rất rất sâu. Em chia sẻ luôn cho anh em luôn. Anh em có thể xem trực tiếp trên phần tiêu đề luôn. Đấy. Em có để giá rất đẹp cho anh em luôn rồi. Giá bao ship về tận nhà cho anh em. Và tặng đầy đủ dây rắc cho anh em luôn nhá. Mẫu đẩy hai kênh Adni A2650 Plus. Đấy. Có màn hình hiển thị đầy đủ thông số này. Có cả báo nhiệt đầy đủ cho anh em luôn. Chống chập dây loa và bảo vệ loa cho anh em đầy đủ luôn ạ. Và anh em đang có nhu cầu về mẫu đẩy hai kênh Adni A650 Plus thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em các bác nhé. Và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho Mũn Nai và đăng ký kênh.